Hello anh em đã quay trở lại với kênh review của TB Lab, và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc bo mạch chủ của hãng Gigabyte, và nó sẽ hỗ trợ Intel thế hệ thứ 13, đó là con Z790 Aorus Master. Thì đây là con dòng bo mạch chủ có thể nói là sử dụng chipset cao nhất dành cho thế hệ thứ 13 Raptor Lake. Thì con bo mạch chủ này nó cũng đồng thời hỗ trợ cho anh em có thể sử dụng CPU của thế hệ thứ 12 Alder Lake lẫn thế hệ thứ 13 sắp ra mắt vào cuối năm nay. Thì bo mạch chủ này có đặc tính đặc biệt như thế nào thì chúng ta sẽ cùng mở hộp đó ra. Điều đặc biệt của chiếc main này khi đập vào mắt đó chính là cái thiết kế nó không có quá nhiều thay đổi với những đời Z690, nhưng nó cũng có đặc điểm khác. Đầu tiên đó chính là cái phần tản nhiệt của SSD M2 hay còn gọi là NVMe nó dày lên 1 phút, thì chứng tỏ rằng đây là thế hệ mới sử dụng PCI Gen 5 và nó sẽ có cái lượng tỏa nhiệt nhiều hơn. Chính vì vậy nhà sản xuất Gigabyte họ đã làm cho cái tản nhiệt của SSD này nó dày lên 1 phút. Có thể nói rằng nó khá dày nhưng cũng rất là đẹp mắt và giúp tăng thêm cái sự hầm hố cho cái bo mạch chủ mà chúng ta gắn vào case, đặc biệt là những case mà có kính để anh em có thể thấy được cái độ hoành tráng ở bên trong. Chiếc main này nó chỉ có một khe là Gen 5 và 4 khe SSD còn lại của nó đều chỉ hỗ trợ có tới Gen 4 mà thôi. Điều này thì nó cũng khá là dễ hiểu bởi vì con Manhwa Z790 này nó không phải là dòng cao nhất, mà thực ra thì Intel thế hệ thứ 13 thì nó cũng hỗ trợ lên PCI Gen 5 nó cũng không nhiều cho lắm. Thì ngoài cái phần mà anh em còn phải chia sẻ cái phần lên PCI Gen 5 cho càng màn hình ra, thì phần còn lại dành cho SSD thì nó cũng chỉ vừa đủ mà thôi. Cho nên chúng ta không thể nào mà gắn quá nhiều SSD Gen 5 trên chiếc mainboard này. Và con main này nó cũng khá đặc biệt ở chỗ nào thì đó chính là chiếc mainboard này hỗ trợ RAM DDR5 chứ không phải là phiên bản hỗ trợ RAM DDR4. Mặc dù là Intel thế hệ thứ 13 nó vẫn còn hỗ trợ RAM DDR4, nhưng mà cái phiên bản mà bo mạch chủ mình cầm trên tay này thì nó chỉ hỗ trợ RAM 5 mà thôi. Cái socket CPU LGA1700 này thì không có quá nhiều đặc điểm để mà mình giới thiệu nữa, tại vì nó đã quá quen thuộc rồi. Và như anh em cũng đã biết thì Intel thế hệ thứ 12 nó cũng đã sử dụng cái socket này. Phần cấp nguồn cho CPU là hai cổng 8 pin. Thì cái phần hai cổng này nó cũng được bọc phần thép để giúp gia tăng cái độ chắc chắn và cũng như là sự cao cấp của chiếc bo mạch chủ này. Và như anh em có thể thấy rằng thiết kế của chiếc bo mạch chủ này, ngoài cái chỗ cấp nguồn này ra thì kế bên nó cũng có hai chỗ dành cho quạt hệ thống. Này là thiết kế rất là lạ, bởi vì ngoài cái chỗ mà như anh em có thể thấy ở đây, nó đã có cái chỗ cấp nguồn cho quạt hệ thống nè, rồi CPU, quạt CPU, hoặc là cái block nước, hoặc là cái bum rồi này nọ, nói chung là những cái linh kiện để giúp tản nhiệt. Và ở phần này thì anh em có thể thấy rằng là nó sẽ là phần để sync LED RGB dành cho case và các linh kiện như là quạt và tản nhiệt nước. Đối với một sản phẩm cao cấp thì nó cũng sẽ có đèn báo mã lỗi. Ở phía bên hông này thì anh em có thể thấy đây sẽ là một cái cổng USB 3.2 hay còn được biết là USB Type-C 20 Gigabit để nối ra phần trước của case. Còn đây là hai chỗ USB 3.2 để mà chúng ta có thể gắn case vào. Và tất nhiên ở kế bên nó, đó là chỗ gắm nguồn 24 pin cũng được bọc thép để tăng sự chắc chắn và độ ngầu của case. Cái phần SATA là nó cũng chỉ có 4 cổng mà thôi. Ở phần chipset âm thanh, chúng ta thấy rằng là những cái tụ này là những cái tụ lọc âm thanh, thì nó có 3 tụ lọc âm thanh của Nichian. Và chip âm thanh mà chúng ta có trên bo mạch chủ này nó là Realtek ALC1220. Thì con này cũng đánh giá là dòng cao cấp của dòng âm thanh. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần phía sau của bo mạch để cùng xem nó sẽ hỗ trợ những cái cổng cắm như thế nào. Ở phần phía sau của bo mạch, bởi vì đây là một sản phẩm cao cấp thì anh em có thể dễ dàng
nhận ra chúng ta sẽ có những cái nút để mà sử dụng, thường anh em mà overclock này nọ nó thường sẽ có cái động tác là clear CMOS, hay là chúng ta có thể flash BIOS trực tiếp mà không cần phải gắm CPU thông qua cái nút Q flash này. Chúng ta cũng có kết nối DisplayPort mà không có HDMI tích hợp ở trên phía sau bo mạch này, và chúng ta sẽ có đến 3 cổng USB Type-C, có một cổng 5GB và hai cổng 20GB USB Type-C. Còn về âm thanh thì chúng ta sẽ có một cái cổng optical out và hai cổng, là một cổng microphone với lại một cổng loa, khá là đơn giản. Và như vậy chúng ta có thể thấy rằng là những cái bo mạch chủ, kể cả Intel, kể cả AMD, họ đã dần không có còn sử dụng cái âm thanh 6 kênh ra nữa. Bởi vì bây giờ là âm thanh mà tốt nhất hiện tại mà có thể sử dụng thì ngoài optical ra thì HDMI hoặc là DisplayPort thì nó sẽ xuất âm thanh ra tốt hơn. Phase dành cho CPU thì nó có 23 con, thì sẽ có 20 con dành cho CPU, một con dành cho VCore và hai con dành cho iGPU, dành cho những cái chip mà sử dụng onboard ở trên cái mainboard này. Thì số lượng phase này thì nó sẽ cung cấp đủ để cho anh em có thể overclock Intel 13 với mức độ có thể nói rằng là thoải mái đi. Tại vì nếu như mà những cái dòng cao hơn như Extreme này nọ, anh em sử dụng ốc bằng liquid nitrogen đó, thì chúng ta sẽ cần nhiều phase hơn. Tuy nhiên đối với cái mainboard này thì số lượng phase này cũng được xem là đủ, và chúng ta có thể overclock sử dụng hàng ngày với cái số xung nó tương đối ổn. Vừa rồi thì mình vừa giới thiệu sơ qua về những đặc tính cũng như là những cái chức năng của chiếc bo mạch chủ Z790 Aorus Master này, và anh em nếu quan tâm đến sản phẩm thì có thể đến với TB Lab để tham khảo và được hướng dẫn trực tiếp. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.